ta như cái hoàn cảnh người ta thuận tiện, còn mình sống trong gia đình và cả mọi cái sự việc mình phải trách người bổn phận, mình không thể bỏ cha bỏ mẹ, mình không thể bỏ con cái mình đi tu được, nhưng mình vẫn biết làm được chứ đâu phải không biết làm được. Mình bằng cái tri kiến, sự hiểu biết của mình, ai cũng có sự hiểu biết, nhưng mà cái sự hiểu biết của chúng ta hiện giờ nó lôi chúng ta đi vào trong cái đau khổ. Thể thao muốn cái gì đó nó làm chúng ta đau khổ, nghe cái gì trái ai gây mất tức giận thì nó đau khổ. Sự kiện mà nó xảy ra tai nạn gì đó mình buồn mình rầu nó lắm đó. Cái hiểu biết bây giờ của biết Phật tử của mọi người hiểu biết mình nó dẫn biết dị dàng cái sự khổ đau. Còn cái hiểu biết của đạo Phật nó làm chúng ta thoát ra khỏi sự khổ đau. Chỉ cần có thay đổi sự hiểu biết là chúng ta đã được. Mà ngay đó thì người cư sĩ cũng như người cư sĩ đang cũng được. Còn bây giờ chúng ta sống trong hơi thở, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật để cầu cái được giảng sanh cực lạc, thì chúng ta thấy điều đó là điều tưởng. Đức Phật cũng bao la các người quả trời là liễu tưởng tri chứ không phải liễu tri. Tưởng tri tưởng là có thứ lý sư hình chứ không có cái thứ lý sư hình. Đức Phật nói trong ngũ uẩn chỉ có năm uẩn, khi người chết rồi không còn một cái uẩn nào cả, như vậy chúng ta không có linh hồn. Vậy thì bây giờ mình cầu cũng có ai trong đây linh hồn không?